Rồi bây giờ bắt đầu ngày hôm nay, bắt đầu ngày hôm nay này đi vào bài học chính ngày hôm nay thì Hưng sẽ giới thiệu cho anh chị về cái nền tảng sơ về nền tảng TikTok thôi. À, cái nền tảng như này thì anh chị chỉ nghe và anh chị hiểu thôi, không cần ghi cũng được. Nghe thì hiểu để mình biết nó là cái gì cái đã. Chứ mình chả biết TikTok là cái gì mà có những anh chị đăng ký học Hưng xong rồi hỏi ủa Hưng TikTok là cái gì Hưng? Anh chưa bây giờ biết cái đấy, bây giờ anh làm như thế nào? Đấy, cho nên là không sao, Hưng sẽ giúp cho anh chị hiểu hết cái vấn đề này. TikTok thì nó ra thị trường quốc tế vào tháng 9 năm 2017 và nó thật sự bùng nổ vào năm 2020 thôi Hương sẽ tóm tóc những cái ý chính để anh chị biết được rằng là, là tại sao mình phải có mặt ở trên này xuất hiện ở trên này bùng nổ vào năm 2020 nha anh chị anh chị nhớ nha nó chỉ bùng nổ vào năm 2020 thôi và bây giờ là mới có năm 2021 thôi anh chị tất cả mọi người đều đang tập tỉnh chơi thôi tất cả mọi người đều đang tập tỉnh chơi thôi nó chưa có đi vào hoạt động chính thức đâu nó còn phải mở gian hàng ở trên đấy nó còn phải bán hàng giống như là Facebook cơ cho nên bây giờ là mới hình thành và bắt đầu thôi bây giờ bắt đầu là bắt đầu sáng tạo video thì anh chị bắt đầu nó sáng tạo video có nghĩa là sao anh chị phải sáng tạo video để làm được cái đã rồi sau này còn bán hàng còn này còn kia còn nhiều lắm bây giờ chỉ là đăng video để biết làm để biết được nền tảng tiktok sau đó livestream livestream cho phát phát triển được cái bản thân mình mình tự tin hơn mình nói được rồi thì khi nó mở ra gian hàng giống như, như bên trung quốc ấy, anh chị thấy bên trung quốc nó kiếm tiền rất là kinh từ tiktok thì sau này việt nam mình cũng như thế thôi đấy đại dương xanh đúng rồi anh huy à, đại dương rất là xanh kể cả như trên tiktok mà những người làm điện thoại như anh huy á anh chị kiếm cũng ít lắm không có nhiều đâu quan trọng là kiếm được tiền cơ quan trọng là được kiếm được tiền ở trên đấy cho nên là bây giờ mới là năm 2020 thôi và năm 2020 nó cũng đã xóa rất là nhiều cái thuật toán nó xóa, xóa rất nhiều cái kênh sàm sàm rồi bây giờ lên tiktok anh chị thấy nó còn còn có giá trị hơn ngày xưa rồi đó là lý do mà ngày xưa anh chị cứ bảo là tiktok là kênh dành cho trẻ em tiktok là sàm sàm tiktok là tào lao tiktok là bán hàng tầm lum tầm la kem trộn này kia bây giờ mấy cái kênh tào lao nó đi hết rồi càng ngày nó càng phải phát triển nó càng phải thay đổi cho nên làm gì làm thì anh chị cũng phải là mình xuất hiện trên này sớm đi để mình còn biết mình điều chỉnh mình sớm hơn nữa những những ngày bây giờ này mình thấy được rằng là mình làm nó chưa nó chưa hay nó còn sơ sài nhưng mà anh chị cứ nghĩ 3 tháng nữa đi tự nhiên anh chị thành siêu nhân trên này hết rồi chắc chắn là một điều như vậy chỉ cần 3 tháng mà anh chị làm một tháng làm liên tục là anh chị có kết quả rồi hai tháng thì anh chị có kết quả tốt hơn 100 trăm follow bạn sơn thì làm chỉ có một tháng 10 ngày đã được 100 trăm follow rồi anh chị ạ à? cái bạn đi xe lăn ấy ấy trong lớp học của hưng toàn những siêu nhân những ông thần không mà ông thần thì không cần mắt mà vẫn làm video được còn ông thần kia thì không cần đi đi chân thì không không chạm đất đấy ông thần xe lăn thì ông đi chân có chạm đất đâu ạ à? đấy ông được 111.000 follow rồi ông khoe kìa kìa ông được uh, video gần 10 triệu view rồi <laughs> đấy ông thần đấy anh chị ông thần đi kinh lắm cho nên là bạn Sơn uh, cho nên là tất cả cái lý do mà anh chị bảo là mình có con mình công việc mình này mình kia ôi bạn Sơn kiếm một tháng vài trăm triệu bạn Sơn còn phải lo hai đứa nhỏ mà bạn Sơn đi xe lăn đấy anh chị còn làm được mà không có lý do thì mình phải đổ thừa đúng không cả nên mình phải chịu trách nhiệm với mình để mình làm thôi và tới năm 2021 thì anh chị phải làm như thế nào à phải đúng đúng là thứ nhất là đúng chính sách anh chị à? phải đúng các chính sách thứ hai là đủ là đủ các bước mà Hưng chia sẻ cho anh chị và thứ ba là phải đều đều là ngày nào cũng phải có video anh chị cứ làm đi thời gian đầu anh chị làm nhiều vô tuần đầu một video tuần hai là hai video nhưng mà sau này kênh anh chị nó lớn rồi á anh chị chỉ cần một ngày một video thôi một ngày một video thôi kể cả một tuần mình làm ba video cũng được kênh của anh chị lớn rồi lúc đó anh chị không có làm nhiều video được đâu tại vì sao ạ à? lúc đó anh chị đi kiếm tiền rồi lúc đó anh chị tập trung đi kiếm tiền rồi anh chị không có làm video nữa đâu Hương nói thật anh chị làm một, một tuần chỉ có ba bữa anh chị coi đi anh chị coi mấy cái kênh mà nó lớn rồi á hai ba ngày nó mới ra một cái video hai ba ngày nó mới ra một cái video lúc đó người ta đang đi kiếm tiền ơi tại vì anh chị đăng video lên đã có người người mua rồi người mua rồi thì mình phải chăm sóc họ chứ ví dụ như bây giờ hưng không có thời gian làm video tại vì sao cứ suốt ngày nghe điện thoại rồi người ta đưa sản phẩm mình phải đi review rồi mình đi review nơi này nơi kia mình đi kiếm tiền thế thì làm gì có thời gian mà làm video ai edit cho mình ấy từ từ anh chị cũng sẽ hiểu được cái điều này. Khi kênh của mình lớn rồi, mình lúc đó mình đi kiếm tiền thôi, mình không có cần phải phải làm à, phải làm video quá nhiều. Thời gian đầu là anh chị cứ làm nhiều cứ làm hết sức mình đi. Cho nên là cần phải làm đúng đủ đều và đầu tư thời gian, đầu tư thời gian vào, chứ còn làm cho có thì coi như là không làm nha anh chị, làm cho có thì coi như là không làm đấy. Và anh chị biết được rằng là người dùng TikTok bây giờ họ đã đã sử dụng nhiều hơn rồi 60 68 phút trên một ngày. 68 phút họ sử dụng tiktok trên một ngày giống như anh chị cũng vậy thôi anh chị cũng lướt tiktok đúng không ạ à? có bạn bảo là anh ơi em lướt cái cái kênh của ông đấy em thích ông đấy quá mẹ em lướt hai tiếng đồng hồ để em chưa thoát ra được cái kênh của ông đấy cho nên trung bình là 68 phút nha anh chị bữa nay là 68 phút rồi cho nên họ ở trên đấy hết rồi anh chị cứ làm thôi và đặc biệt như là hành vi của hành vi của những người ở trên này là như thế nào ạ à? bây giờ là tất cả lên trên đấy rồi 65 tuổi cũng có ở trên đấy rồi và từ 15 từ 55 tuổi cho tới 65 tuổi nó chiếm tới 15 phần trăm là cái chị ạ à? 15% người chơi Tiktok ở trên đấy là số lượng già như vậy Chỉ có là từ 18 cho tới 35 tuổi là nó kiếm 60% à, Có 40% còn lại là tới 65 tuổi đấy Cho nên là không có lý do mà mình không lên Kể cả như anh chị ở đây có những anh chị Mình bây giờ bao nhiêu tuổi rồi à? À, Anh chị 40 tuổi, 50 tuổi Thì bây giờ mình đã làm và mình cũng đã chơi Tiktok rồi đấy Nhưng mà bây giờ mình còn chuyên nghiệp hơn mấy cái ông Tiktok ở hàng xóm của mình Bây giờ mình về mà mấy cái ông mà tuổi già như mình 50 tuổi Ông nào biết Tiktok không ạ à? Làm sao biết được Bây giờ mình biết mình phải hơi kinh hơn ổng rồi đấy cho nên là và và đây là cái kênh rất là tuyệt vời anh chị cần phải ở trên đây nha Nhà khách hàng ở đâu ta sẽ ở đó à vậy tóm lại vậy tóm lại làm tiktok ta được gì cái này mới là quan trọng này tóm lại làm tiktok anh chị được cái gì thứ nhất là anh chị biết chơi tiktok đúng cách và anh chị hiểu rõ ý nghĩa các chính sách của nó cũng như là biết cách làm tiêu đề biết công thức làm nội dung để xây dựng kênh lâu dài anh chị nhớ là xây dựng kênh lâu dài nha xây dựng kênh lâu dài và đặc biệt là để kiếm tiền và hưng rất là thích anh chị tự làm còn bây giờ nói như này mình thuê người khác xây kênh cũng được nhưng mà người ta xây kênh một thời gian người ta không xây nữa thì ai làm cho anh chị không lẽ người ta đi với anh chị cả đời à <laughs> người ta đâu đi với anh chị cả đời được đâu cho nên anh chị cứ xây đi thà anh chị biết để sau này anh chị thuê người ta về làm biết rồi thuê nó mới sướng anh chị biết rồi anh thuê nó về nó làm thuê không được đội này thì mình thuê đội khác mặc dù mình biết làm rồi mà nó đỡ tốn chi phí cho anh chị còn anh chị không biết cái gì á nó nói cái gì anh chị cũng chi nó nói cái gì anh chị cũng chi đấy là rất là nhiều anh chị có nỗi đau để mà chia sẻ với hưng đấy chị không biết nó làm cái gì cả nhưng mà chị một tháng chị cứ đưa cho nó cả trăm cả trăm cả trăm đấy hôm trước anh chị anh kia anh gì đấy anh nào nhỉ anh gì bảo là một tháng là mất một tỷ tiền đấy nhưng mà cuối cùng là bây giờ cũng xong bây giờ mình cũng phải tự đi học mình cũng phải tự làm trong khi mình mất rất là nhiều tiền rồi tiếp theo là như này anh chị biết được sử dụng công cụ anh chị tự tin trước ống kính à sử dụng ngôn từ tích cực năng lượng à, biết cách làm tiêu đề cũng như là biết cách làm nội dung biết cách xây dựng nhân hiệu của mình, đặc biệt là mở rộng vùng kiến thức của mình. anh chị sẽ mở rộng vùng kiến thức của mình nha. đặc biệt hơn nữa này, anh chị làm hàng ngày thì tất nhiên là bây giờ anh chị làm bất động sản, hàng ngày anh chị nghiên cứu về bất động sản để anh chị làm tiktok thì kiến thức về bất động sản của mình nó có lên không ạ? À? và kiến thức của bất động sản mình nó càng ngày nó càng nhiều như vậy thì mình có phải đi bán hàng tốt hơn không ạ? À? ông nào hỏi câu hỏi nào ta cũng trả lời được, ông nào hỏi câu hỏi nào ta cũng trả lời được. tại vì trong bất động sản nó cũng chỉ có bấy nhiêu câu hỏi thôi, nó cũng chỉ có bấy nhiêu câu hỏi thôi nó không có nhiều hơn đâu anh chị à. Cho nên là mình làm hết trên TikTok như thế thì mình nhớ hết rồi. Ai hỏi gì mình cũng trả lời được. Thì cũng sẽ tới lúc anh chị hiểu được cái những, những cái lời Hưng nói ngày hôm nay. Anh chị cứ làm thôi. Đặc biệt là mình sẽ thấu hiểu được khách hàng của mình. Ngày nào mình cũng đi tìm hiểu khách hàng của mình đang có vấn đề gì. Anh chị nhớ này ghi cái từ khóa này vô nè. Luôn đi tìm vấn đề của khách hàng để làm video. Luôn đi tìm vấn đề của khách hàng để làm video. Anh chị nhớ ghi bài nha. Một số anh chị không thấy không ghi bài này, ghi bài vô trời ơi. <laughs> ghi bài vô là luôn đi tìm vấn đề, luôn đi tìm vấn đề tại vì như thế nào à mình đi giải quyết vấn đề của họ thì họ sẽ xem video của mình chứ không phải là mình nói về vấn đề của mình mình nói về vấn đề của họ sau đó mình đưa ra giải pháp cho nên luôn đi tìm vấn đề để làm video nói và đó là lý do tại sao mà anh chị phải có mặt ở trên tiktok đấy và cái điều mà nó quan trọng hơn nữa mà nó thúc đẩy hơn làm trong thời gian qua mà để giành được giành được những cái chiến thắng cũng như là giúp đỡ được nhiều người như vậy á thì hưng biết được rằng là internet marketing là bắt đầu từ đâu không à, chia sẻ cho anh chị như thế này Chắc chắn là một số anh chị chưa biết về cái vấn đề này Nếu mà marketing là gì Thì anh chị sẽ trả lời tùm lum lên hết đúng không Là quảng cáo à, Marketing là quảng cáo, là xây dựng nhân hiệu Là giúp cho người ta biết về mình à, Tất cả những cái điều đấy đều đúng hết Nhưng mà marketing thật sự là như này thôi anh chị Marketing là hành động thu hút khách hàng tiềm năng Anh chị ghi vô vỡ Marketing là tất cả những cái hành động Thu hút danh sách khách hàng tiềm năng Hưng ngồi đây Hưng đeo cái khăn này cũng là hành động thu hút khách hàng tiềm năng Hưng nói chuyện với anh chị qua điện thoại cũng là thu hút khách hàng tiềm năng Đúng không ạ? Hưng mặc bộ đồ gì? Hưng đi đâu? Hưng làm gì? Là cũng là thu hút danh sách khách hàng tiềm năng Anh chị làm bảo hiểm, anh chị mặc một đồ, bộ đồ với cái logo trên đấy Cũng là thu hút danh sách khách hàng tiềm năng đấy Cho nên tất cả những cái hành động đấy đều là hành động thu hút danh sách khách hàng tiềm năng và đặc biệt để thu hút họ thì bằng cách là làm video thôi Chỉ có cách làm video Cho nên Internet Marketing thì phải là video marketing là cái đầu tiên anh chị cần phải làm Video marketing Là cái đầu tiên anh chị cần phải làm Tại vì sao Hương giải thích cho anh chị như thế này Tại vì sao bắt đầu phải là video marketing Tại vì từ video marketing Từ cái video mà anh chị làm ấy Anh chị có thể tạo ra được một bài viết không ạ Nếu mà anh chị biết sử dụng công cụ anh chị chỉ cần quăng cái video của anh chị vô thôi nó đọc ra Là anh chị đã có một bài test rồi Anh chị lấy cái bài test đó anh chị viết lên trên Anh chị đăng ở trên trang cá nhân đăng ở trang bất cứ cái fanpage nào của mình được không ạ Cho nên từ video nó sẽ tạo ra được một bài viết Bài viết ngắn, bài viết dài tạo ra khóa học, tạo ra được cái livestream. Anh chị lấy cái video á, ví dụ như hôm nay anh chị lấy cái video anh chị lên livestream, sau đó anh chị sẽ livestream lại được. À, anh chị chỉ cần livestream lại thôi. Hôm nay anh chị chia sẻ về cái vấn đề này đúng không? Sau đó anh chị lấy cái vấn đề đó anh chị lên, hôm sau anh chị đi uống cà phê, còn ở nhà cái thằng đấy nó vẫn có livestream. À cái thằng Hưng nào đấy giống mình ấy, nó ngồi nó livestream kệ nó, mình bật lên mình livestream xong mình trả lời comment thôi. Còn nó cứ ngồi nó nói, mình uống cà phê, mình trả lời comment. Hay không ạ? Có cần phải làm nhiều không ạ? Không cần phải làm nhiều hôm nay chị bán ba loại mỹ phẩm đúng không chị xác định là hôm nay chị bán ba loại mỹ phẩm này chị lên chị live stream chị live stream xong bữa hôm sau chị live stream một cái nữa chị like cỡ ba bốn cái vậy xong cái chị phát vòng vòng lại cuối cùng là nó cứ lừa nó live stream nó bán cho chị và ai bán à? à, thật ra là chị bán đấy nhưng mà chị chỉ ngồi chị chốt đơn thôi chị ngồi chị lấy thông tin của khách hàng thôi chị ship hàng cho họ thôi còn live stream nó vẫn cứ live bình thường nhất là anh chị bán quần áo đấy bán quần áo thì mình làm một cái mình bán thôi cứ nó phát họa như thế thì nó cứ bán một số cái livestream anh chị coi trên mạng là phát lại hết đấy hầu như là phát lại chứ ai nổi đâu mà nói như thế được sáng 3 tiếng chiều 3 tiếng tối 3 tiếng nói như thế mà chết à? đúng không kể cả cái zoom này cũng cũng tạo ra tiền được anh chị ạ à? hưng đang record cái zoom này để làm gì ạ à? sau này hưng cắt ra hưng bán cho anh chị được mà thì từ video này có thể tạo ra tiền được không ạ à? tạo ra tiền được hết từ video này có thể viết được bài viết không ạ à? hưng chỉ cần đưa cho một bạn bạn kỹ thuật của hưng à, bạn media của hưng mày cắt ra mày làm lại một khóa học à bán cái khóa học này 199 trăm chín thôi Thế là Hưng livestream Hưng bán khoa học 199 ngàn Với 30 ngày làm video 10 người mua được 1 triệu 9 100 người mua à, được 19 triệu 1 ngàn người mua à, được 190 triệu Ui sướng thế cơ Thế là cứ phát livestream để bán hàng Ai mua cứ ngày nào cũng phát Phát xong thì lại có được 190 ngàn Phát xong lại được tô phở Cứ ai mua là được tô phở Anh chị có thấy là những ngày cuối cùng anh chị mới đăng ký Hưng học không À nghe hào hứng của anh Hưng hả Anh chị có thấy là những ngày cuối cùng anh chị mới đăng ký Hưng học không Hưng chỉ cần viết một bài viết lên thôi tự nhiên kiếm được vài triệu đấy Hưng viết một bài viết lên anh chị đăng ký vô là Hưng có được vài triệu đấy trong khi đấy Hưng mất có 5 phút à Hưng viết một bài viết Hưng đăng lên bài viết nó từ đâu ạ à? từ cái video mà nhiều người xem đấy Hưng làm một cái video sau đó là Hưng thấy rất là nhiều người xem thế là Hưng lấy cái video đó Hưng viết thành test sau đó Hưng đăng lên thế là nhiều người người ta đọc được ngoài ngoài bán hàng từ video rồi bán hàng từ bài viết nữa người ta đọc được người ta thấy ui cái này nhiều nỗi đau quá thôi đi vô học đi du học đúng không ạ? À? Thế là đi du học đi du học đi du học, thế là tự nhiên một xíu thôi mình kiếm được vài triệu rồi. Thế anh chị cứ làm để kiếm tiền internet nó dễ thế mà. Anh chị làm thời gian đầu nó hơi khó khăn một xíu thôi, có nghĩa là mình chưa biết công cụ chứ mình biết rồi mình bán nó dễ. Bây giờ anh chị bán đất được không? Ngày nào anh chị cũng bán đất như trên đấy. Anh chị nhớ nha, có những người mà học livestream của Hưng á, có những người đi học lớp của Hưng như này, họ thấy Hưng livestream, họ thấy Hưng livestream nhưng mà họ không xem, nhưng mà họ biết. Nhưng mà ngày nào Hưng cũng livestream, Hưng livestream chín lần như vậy, á, đến khi họ kêu chứ ôi, hôm nay thấy người ta học tiktok nhiều quá mà mình 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 hình như là mình nhớ là có cái ông nào ông live stream miết luôn này để coi thì hôm nay thường thường là trưa trưa là ông live này thế là trưa mình nay mình livestream stream thế là dính một phát thế là ông vô ông học hỏi học ông có coi video của tôi không ông có coi tiktok của tôi không à tiktok thì không có phát lại mình phát lại ở trên trên stream giác hoặc là các nền tảng khác à, cũng chưa biết tiktok có phát lại không nữa thì chưa biết cái đấy em nghiên cứu sau hoặc search trên google nó ra thế là cái ông đấy ông bảo là không anh không coi livestream của em nhưng mà thế sao anh vô đây học thì nhưng mà ngày nào anh cũng thấy em livestream thế là khi anh cần thì anh vô anh học thôi à anh chỉ có thấy hay không ạ à? cho nên mình liên tục liên tục like lại để làm gì để mình tăng điểm chạm với họ thôi ngày nào anh chị cũng bán mỹ phẩm thử coi ngày nào anh chị cũng bán đất thử coi thế người ta mới nhớ anh chị người ta mới mua chứ tự nhiên bán đất mà tám trăm năm mới nhắn tin zalo một lần biểu người ta mua mà nhắn tin toàn nhắn tin cái gì ạ à? toàn nhắn tin bán đất không à giống như đi spam ba chứ đâu phải là đi bán đất đâu anh chị cứ livestream vài cái thôi mười cái anh chị cứ phát phát miết phát mít phát mít phát mít có cái gì hay cứ phát Thế là ngày nào nó chả biết anh chị bán đất Anh chị bán đất thì anh chị ngày nào anh chị bán mỹ phẩm Ngày nào cũng biết anh chị làm thần số học Ngày nào anh chị cũng làm tiktok Chị Bích Châu là dễ lắm Chị Bích Châu cứ đi vòng vòng cái hồ cá của mình cứ live stream thôi Giống như cái ông Huy rồi Ông biết ông Huy có học trong này không Ông Huy ông, 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 ông học xong mấy ngày đầu tiên à, Tăng điểm chạm đúng rồi Ông học mấy ngày đầu tiên xong ông về ông kiếm tiền từ tiktok Ông khoe với mình Thầy ơi em kiếm tiền hơn khóa học tiktok của thầy rồi có nghĩa là hơn chỉ giọng sao ông về ông suốt ngày ông, ông vừa chăm sóc ô tô ông livestream rồi xong này ông cứ lai like lại thế thôi ông cứ để đấy để lai like lại thế là người ta biết ông chăm sóc ô tô thế là ông nào chăm sóc ô tô mà chả kéo đến nhưng mà phải lựa cái video nào nhiều người xem ấy cái video nào mà anh chị biết là đúng nỗi đau của họ xong họ tiếp cận nhiều đấy thì mình lấy cái video đó mình để livestream mình lấy cái video mình phát lại mình đo lường nhá đo lường như thế nào thì thôi lúc ngày cuối mình học livestream thì mình coi luôn rồi thì đó là cái việc mà Hưng sẽ sẽ đã chứng minh cho anh chị thấy được rằng là video marketing là rất là quan trọng internet marketing thì phải bắt đầu bằng video marketing video marketing nó kiếm tiền nhanh lắm người ta thích xem video mà Vậy thì video marketing nó có thể còn tạo ra bài viết tạo ra nhiều thứ nữa anh chị làm một cái thôi anh chị sử dụng nhiều cái đấy là cái cách mà giúp cho anh chị làm nhanh nhất ấy.